Happy Easter! Chúc mừng lễ Phục sinh cho những bạn mà có đạo. Cái lễ này mình thật ra thì cũng không có ăn mừng tại vì mình không có đạo. Hai nữa bây giờ con nó lớn hết rồi. Hồi xưa nó còn nhỏ thì mình tổ chức Easter egg hunting là mua trứng, cái trứng bằng cao su, cái mình nhét kẹo ở trong đó, xong rồi mình giấu đi, rồi mình cho đưa cho nhóc cái túi, rồi cái nó đi lụm đi tìm, nó tìm trứng giấu trong nhà hay là ngoài sân vậy đó, cho nó vui vậy. Thời tiết nói là trời nắng mà sáng hôm nay thì mây phủ đầy đầy bầu trời hết à. Thời tiết còn lạnh lạnh lắm. Mình đang ra công viên đi bộ buổi sáng cho nó khỏe khoắn con người. Sau đó mình thăm về nhà vài tiếng, rồi sau đó đi mua lunch. Đang suy nghĩ có nên mua một cái sườn heo mà nó ướp sẵn ở trong chợ Safeway đó, rồi mua thêm rau củ nào mà mình có thể thảy lên lò nướng, lúc theo như thời tiết nói mà đúng thì nó nắng lên đẹp thì mình ở ngoài chăm sóc mấy cái cây ớt của mình chợ ớt lên để mà ăn, thì lâu quá hôm qua hôm kia gì đó mình đi chợ mua một bịch ớt về ăn, cũng ớt cũng ok lắm, nhưng mà nó không có ngon bằng tự trồng cái ớt cái mình ăn đã. Hồi trước có cái anh kia anh gọi mua ớt chỉa thiên gì đó, anh trồng ở nhà mà nó tím, nó ăn nó cay mà nó, cái mùi nó thơm lắm, mình ăn không giờ hết được một trái hết, mình chừng cắt chừng chút xíu vậy thôi à, trái nó bự bằng ngón tay rồi nè, cắt chừng cái phần tư à, cắt nhỏ 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 ra thôi là ra, yeah, lấy cái hộp ra, cái hộp nó cay dữ lắm, rồi mình dầm nước mắm ăn ngon. Sáng chủ nhật xe đường xá bắn dễ sợ, người ta còn đang ngủ cũng nướng. Chỉ có những người nào có sùng đạo sáng sớm bây giờ phải đi lễ. Lễ nhà thờ thì những người đạo Thiên Chúa nhớ ở đó đi chơi với mấy đứa bạn. Có nhiều lễ lắm. Lễ Mỹ có, lễ Việt Nam cũng có. Hôm nay trời ráo, hôm qua trời mưa thì ở đây cái trường học ở đây nó có bên có cái sân á, người ta cho mướn để làm bán chợ, gọi là farmer market, nghĩa là những người mà họ đem trồng rau trồng củ đem ra bán đúng không? Mà nói đúng là có nhiều người họ mua đâu dưới Fresno lái xe lên tới đây bán, hay là ở Gilroy này nọ. Giờ này mặt trời mọc rồi, nhưng mà tại vì mé bên mé hướng đông này nó có cái dãy núi đó, cho nên mặt trời chưa có lú ra khỏi núi, thấy còn lạnh. Mình ra trong viên đi bộ chừng 10 phút mặt trời lên thì chắc nó ấm lại rồi. Xe có nhiều cái nơi mà họ bị tai nạn chết á, cái người thân họ làm cái bàn thờ ngay chỗ đó luôn, nhất là những người mễ họ cũng là đạo Thiên Chúa đó, cái họ nhất là bữa nay lễ thấy nghe gốc cây để trưng bày quá trời luôn. Mỗi lần mình đi xe cộ mà đi ngang những cái chỗ đó là cũng như nhắc nhở mình nên cẩn thận.
mấy con đường xá trong đây chạy tốc độ sao mà đụng tới cái chết người ta luôn, chắc chạy nhanh dữ lắm. Ngay lạnh công viên chắc không ai đi đâu, mình thấy ít xe đậu quá vậy. Ok thôi mình vô công viên đi bộ chút nha. Mặt trời lên cao rồi, mình đi bộ xong ghé Safeway mua chút đỉnh đồ, đến đến trưa về mình thảy lên lò nướng. Ở chiều chứ, ngoài công nhận mua cục sườn chưa có ướp á, thì nó tính khoảng 20 đồng, mà nó ướp rồi nó tính 30 đồng. Cuối cùng mình định là lấy cái chưa ướp, nhưng mà tự nhiên sao thấy làm biếng quá, thôi mua cái nó ướp rồi. Có hai lý do mình không thích mua cái ướp rồi, là một là mình không biết cái sườn nó bao lâu rồi, tại vì thường thường tụi Mỹ nó để bán đó, mình nghi đó, mà có thể sai, có thể đúng. Nó cũng như là nó, và tùy loại nó, mình cái loại mà nó có đề có hiệu đồ gì sẵn thì ok, mà có nhiều cái mà nó repackage thì là mình nghi là, ví dụ như nó bán đến sắp đến ngày expire đó, cái nó đem nó ướp rồi nó đem để ra chừng bán lại tiếp, thì khi mà ướp xong rồi nó để thêm 1-2 ngày rồi bán tiếp được 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 nữa, không có bị hư. Hai nữa là nó mắc, rồi mình là lúc này là phải tiết kiệm tiền chứ xài kiếp được, nghĩa là mình tiết kiệm đồng nào hay đồng nấy, đừng có keo keo kiết quá, để mình để dành tiền khi mà chuyện mình đi chơi hay gì đó, mình đi chơi với con thì mình ăn uống thoải mái, rồi tip cũng phải tip cho nó đàng hoàng, tip ít nhất thường thường nó đòi cái tự động nó đòi 15-20% tiền tip, ví dụ mình ăn một cái món 100 đồng mình phải tip hết 20 đồng. Mình thì thấy mình tip 20 đồng mà nó chỉ đem bưng ra rồi nó hỏi vài câu thôi, mà cho tới 20 đồng thì quá đáng đi, khi nào mình giàu không nói gì. Mình thấy khoảng từ hồi đó là cái quy luật là 10% đã dễ tính luôn đó, ăn 100 đồng cho 10 đồng, nhưng mà bây giờ thì mình cho lên chút đỉnh, tại vì mình thấy người ta làm thì cũng lương là lương từ tip không á, cho nên mình tăng lên từ 12 đến 15% tùy lúc mình hứng nè. Ví dụ mình tính nhẩm trong đầu, ví dụ như 100 đồng thì 12 đồng, nhưng mà có lẻ thêm là 2-3 cái lẻ mình thảy xuống 13 đồng vậy đó, thì tùy lúc à. Anyway, mình tiết kiệm thì có lúc mình tiết, lúc thì đáng xài thì phải xài, chứ còn mình không có cái kiểu mà keo kiết, mà từng xu từng cắt rồi cái gì cũng phải keo kiết. Nhiều người đến nỗi có cái chuyện keo kiết, đó là ăn uống rất là keo kiết luôn, không có ăn xài gì hết, nhưng mà khi mà ra mà tao nấu ăn là lấy một đống ketchup về, rồi muối tiêu rồi về đặng ở nhà xài khỏi phải mua. Mà mình thí dụ như mình mua mà nó bỏ trong bọc mình về mình không xài thì mình thảy quăng bên này để mình xài, thì mình quăng thùng rác thì thấy uổng quá thì mình giữ lại, chứ còn mình không có lấy thêm extra mà đem về nhà để mình xài đó. Thì cũng có lúc như mình lấy ketchup ra mình thấy cái chai hết rồi, bắt đầu mình lục tìm coi còn có cái bịch nào, mà mấy cái bịch mà ở ngoài tiệm đó thì mình thường thường đây mình cũng đã dành một chút vậy đó. Nói vậy chứ mà cứ mỗi lần ăn về cứ không có lấy xé ra, cứ lấy từ trong cái tủ lạnh lấy ra riết rồi cái thành một đống luôn á, thì khi mình cũng phải quăng để bớt để, tại vì nó cũ quá rồi. Cứ đi mua cái hamburger rồi nó bỏ 2-3 cái vô, 2-3 cái vô, cái về cái tự nhiên tới ngày nó dồn cả đống. Anyway, tiết kiệm cho nó đáng, chứ còn không tiết kiệm nó kiểu mà kỳ cục quá không nên. Anyway thôi mình tạm chờ nha. Giữa tháng 4 rồi mà trời còn lạnh quá vậy. Quần đeo găng tay nó tê buốt cái tay. Để vậy cho nó ấm. Giờ mình đi thấy ở bên trong thấy có ít nhiều người đeo.
đeo khẩu trang lắm nha. Còn ngoài sân thì còn ít hơn nữa. Ôi trời lạnh quá. Mặt trời chưa có lên rồi chứ, nhưng mà nằm sao trong mây lên cao rồi. Sunday. Lâu lâu sân những ngày chủ nhật mình nhớ lại ngày xưa, hồi xưa. Hồi sau khi lớp 5 thì mình lên ở với má mình ở trên cái chỗ gọi cái ấp gọi là ấp hay là gì quên mất rồi. Xã Trung Mỹ Tây. Ấp Vạn Hạnh, nhớ vậy. Trung Chánh á, ở gần kế bên đó thì có cái trường học Trung Mỹ Tây, rồi đi vô chút nữa thì có cái căn cứ quân sự, trung tâm huấn luyện lính tân binh, lính Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa đó. Thì mình nhớ khoảng năm 72, 73 gì đó. Lên lên nó ở, thì cái xóm nó cũng còn vắng lắm, cũng không có đông, cũng là xóm nhỏ ngoại ô Sài Gòn thôi. Nhưng mà đến ngày chủ nhật thì cái con đường mà đi vô trong trại lính á rất là đông, hội chợ quá trời đông, người ta đi thăm lính á. Rồi cái hai bên đường người ta bán thức ăn. Sáng thì có tiền ăn sáng á, hay đi ra đó kiếm gì mua ăn. Đủ thứ món cũng vui lắm, đi tới luôn. Lúc đó thì mình không có ai ở trong trại lính là đi thăm á, chỉ đi vòng vòng ngoài chơi lâu lâu thì cũng có đi vô trong. Vui chứ. Ngày tân binh thăm lính chủ nhật. Hình như chủ nhật nào cũng vậy. Bây giờ sau mình về năm 2010 mình tới đó, cái xóm đó thì nhà cửa tùm lum tà la bên cái bãi bãi trống hồi đó để là hàng rào với nó để mìn ở trong nó tùm lum la. Nhưng mà không biết có mìn không thì không có, không biết có hàng rào thì có, thì nhà cửa cắt tùm lum la rồi. Nhưng mình chưa không có đi vô trong mé bên trong, nghe nói bên trong làm gì gọi là khu quan trung gì đó, cũng điện tử đều lung tung hết, mình không có đi vô tại thấy cũng không có không biết sao. Giờ Việt Nam nghe là mình chỉ có vài tuần, 3 tuần thôi, mà ít nhất 3 ngày đầu là phải để chuẩn bị cơ thể tâm thần nó tỉnh lại sau khi đi máy bay rồi giờ giấc này nọ rồi đó, rồi mới bắt đầu đi chơi. Chị em ta thấy mình cầm cái cam đi nói chuyện đấy, nhìn ai cũng nhìn kỳ thấy kỳ. Lạnh quá ta ơi, chắc là đi dưới bóng cây này nè. Mình cố gắng đi bộ buổi sáng vậy đó, để cho sáng nó thường thường mình đo đó thì nó còn tới từ 145 cho đến 80 mg per dl là cái số độ đường cao đó. Nên sáng mình đi cái nó hạ xuống là tốt. Nhiều lúc mình phải ăn chút đỉnh, mà hôm nay thì mình chỉ phòng hờ thôi, đem theo cái bánh gạo. Sợ mũi, phải quên theo cái giấy thứ siêu. Lạnh á, giữa tháng 4 mà lạnh. Dạ, lỡ khi mình đem cái bánh theo lỡ mà nó đói quá mình phải uống ăn chút xíu vô. Tại vì nhiều khi đi quá, đi mà đi lâu quá cái để độ đường nó xuống lại cũng chóng váng mặt mày. Bệnh tiểu đường khổ lắm. Bệnh tiểu đường mà mình không biết gì hết á thì cứ chấm mắt nhắm mũi ăn thì đâu biết gì đâu.
Nhưng mà như mình á, từ hồi đi làm tới giờ là biết về tiểu đường, làm cho công ty làm cái máy tiểu đường đó, cho nên trong đầu mình nó nghĩ không tốt, không tốt, không tốt. Phải giữ cái độ đường nó bệnh thấp, không thôi là chừng 5 năm, 10 năm là bắt đầu bị đủ thứ chuyện á. Cái sợ nhất là mù. Sợ thứ hai là cục tay cục chân, tại vì lỡ đó không có lành, phải cưa. Nhớ mình ta chứng kiến bạn mình á, má nó lúc đó bạn 80 tuổi mất lâu rồi, đến nhà chơi thường lắm, thì cũng bị bệnh tiểu đường nhưng mà không có kiêng ăn gì hết, cứ ăn xà láng này, đường lên xuống bất thình lình. Cho đến lúc bị là chạy cái tay mà nó không có lành, nó lỡ loét tới trong xương luôn, cái đi nhà thương phải cưa cái tay, cưa cái chân. Năm sau là thấy mất hết ba cái, còn có một cái chân, một à, hai tay hai chân, một chân bị cưa hết vì lỡ. Đến cuối cùng nằm ở nhà thôi, đến lúc mất thấy thảm lắm, cho nên mình phải sợ lắm. Chết thì chết cho rồi, chứ để cái kiểu mà mất từng cộng tay cộng chân đó, cái bộ không được. Ra khỏi cái chỗ bóng mát này, ra tới ngoài kia coi trời nắng là ấm ấm lại, không sao lạnh quá gì. Vừa thấy có một người họ chạy mà có hai cái đầu gối, họ có băng lại cái bằng cái gọi là cái miếng họ làm sẵn á, để bịt cái đầu gối lại. Mấy người mà chơi thể thao nào đó, mình thấy có vẻ có lý á, chắc mình phải kiếm cái mua. Tại có lúc mình chạy bộ trên cái máy hoặc là mình đi bộ lâu, cái đầu gối mà nó nhức, có thể cái đó nó biết giúp được không. Đi bộ nhẹ nhàng vậy thì không sao, mà khi mình bắt đầu đi lâu hoặc là chạy á là đau rồi. Đó là cái nắng lại, có nắng lên chút đỉnh, ấm chút coi lạnh quá. Nguyên sân này rộng không? Mùa xuân đến rồi, cái cây táo này nó mọc lá lại, bắt đầu nó trổ bông. Bông nhìn cũng đẹp quá chứ, nhìn giống như bông mai ha. Cây này cũng có sai trái lắm, ăn cũng không đến nỗi tệ. À, trên đó sao ít bông quá vậy? Ôi nhiều à, từ từ. Cây cam này cũng sai trái lắm nhưng mà chua lè à. Bông nó nở rồi, bây giờ nó ra mọc trái quá chừng nào. Chủ nhật nắng đẹp, cho mẹ già ra đây tập thể dục. Ngồi ngay cái góc kia, cái bên thùng rác. Nhưng mà chỗ này nó có chút xíu nắng nên là bớt lạnh. Chứ ngồi đây thì tốt hơn, ngồi kế đây thùng rác. Ngồi gần thùng rác quá nè. Thôi không? Không, đổ rác hết rồi, sạch sẽ không? Chim chóc kêu quá chừng đi. Trời nắng đẹp quá, barbecue time thôi. Hoặc chạy ngược đường. Chạy trong chỗ đậu xe nhiều khi. Bữa nay Target đóng cửa tại ngày lễ, lễ phục sinh. Chạy trong parking lot lâu lâu mình thấy người ta chạy ngược đường mình cũng bực mình lắm, nhưng mà hôm nay đường trống mình chạy ngược đường. Chỗ
chỗ rộng rãi thì chạy ngược đường không nói gì, cái nhiều chỗ chật cứng rồi chạy ngược đường cái mình vừa bước ra là bị chặn đầu. Thẳng trước mặt mình là cái làn gọi là trailer, nhà di động. Ai ở nhà di động thì bên Mỹ này có cái gọi người ta gọi là nghèo á, dân xóm nhà lá, giống như là xóm nhà lá ở Việt Nam vậy. Đúng ra thì cũng đến nỗi tệ nha, nhiều cái làng ở đây, làng trailer cũng đẹp lắm, sạch sẽ. Mình chưa ở bao giờ hết, nhưng mà mua mua đó thì thường thường không có lời. Người ta mua nhà là cái cốt ý định là investment để lời, phải không? Trừ ra mình mua nhà lỗ là tại vì bán lúc nhà xuống, tại vì gọi là không đúng thời gian, không đúng lúc. Ta nói xong có khúc người có lúc, mình không có lúc mà mình có khúc. Nắng ấm lên rồi, nói vậy chứ cũng 60 độ là mát rồi, không có nóng. Tuần tới thì ngày mưa ngày nắng, và mưa thì giống như hôm qua mưa lâm râm vậy thôi. Hôm nay đường xá sạch sẽ, khi mà mưa vậy đó không khí tốt là tốt lắm. Nhưng hôm nay ha, là ngày cuối tuần, là một là xe ít, hai nữa là nó vừa mưa hôm qua nó chơi không khí rất là sạch luôn, nên hồi sáng mình đã đi bộ rồi thì tốt cho sức khỏe. Bây giờ mình có quyền làm biếng cho tới chiều luôn, về ăn trưa nghỉ ngơi chút bắt đầu đi đi ra nướng thịt. Mình mua cục sườn, mình sẽ ướp, không cần ướp nữa, mình chỉ nướng từ từ, nướng gọi là hầm á, hầm khói xong cái đến nó rã thịt ra, xong cái mình chế cái sauce lên ăn. Barbecue sauce, nửa cục sườn mình sẽ bỏ sauce, còn nửa cái mình không bỏ sauce, tại vì nó có ướp sẵn rồi. Mùi vị thì ướp cái kiểu Mỹ á, mình định nãy định mua cái cục chưa có ướp, đặng mình về mình ướp, mà thôi kệ, làm biếng quá. Tại vì mình là ý là mình làm cho vui, phải không? Bỏ than lên nó bắt đầu ngồi đó hớp lon bia, hai lon bia cho vui, chứ còn lăn xăng lộn xộn làm cực nhọc quá đó, mình thấy mà mệt quá, nhất là ăn có một mình nè. Có nhiều cái video trên internet, trên YouTube, thấy họ, nhất là mình mới coi qua, nướng nguyên con cừu, ba phụ nữ, nhưng mà trời làm cái cực nhọc dễ sợ luôn, để mà quay phim thôi. Nghĩa là nào là đào lỗ này ha, đi có đốn củi này ha, rồi lấy gạch dựng một cái bức tường trên núi á, sợ gió thổi á, xong rồi cái đốt lửa xong cái con cừu thì đã, họ đã làm sẵn rồi, nhưng mà phải cắt mấy cái bớt, mấy cái mỡ bỏ ra, xong rồi ướp nó rồi phải cắt từng lỗ bỏ mấy cục tỏi vô, rồi trời ơi, xong rồi cái làm rau làm cỏ, làm rau làm gỏi, rồi cái nướng nguyên con thì cũng khá lâu, xong rồi cái ngồi đến chiều trời bắt đầu thấy trên núi nữa, thấy trời chuyển mưa lạnh lẽo dễ sợ, ngồi đó mà ăn. Mình thấy cực quá à. Mình làm vậy nếu mà cái kiểu mà làm party thì không nói gì, mà nói ở đó mình nhà có nhà nói bữa mấy ngày lễ này cũng hay làm party lắm, mà mình mà mời bạn bè tới thì mình hơi cực một cái là mình, một là mình phải làm thức ăn nè ha, hai nữa là sau khi tiệc rồi mình dọn dẹp cái nhà muốn chết luôn. Nhưng mà khi mà đến nhà bạn chơi thì khoái lắm.
Chỉ có phiền cái là uống rượu xỉn lái xe thì lúc đó không tốt thôi. Uống uống bia đó. Chỉ còn đến nhà bạn ăn uống xong xuống đến mệt rồi thì thôi về, tiễn bay về. Có lúc thì tiếp dọn dẹp một chút đỉnh trước khi tan tiệc. Tiệc tùng thì mời chừng 10 người trở lên là bắt đầu. Mua là mua ba cái dĩa giấy không có ăn là đi bỏ thôi nha, chứ không phải là ăn hay là phải cần phải rửa chén một đống chén đâu. Vậy mà cũng nhiều đồ để rửa lắm. Trước mà mình tổ chức cho cả gia đình mình tới á, chơi á, thì mấy bà chị rồi súng lại dọn dẹp trước khi về cho dọn dẹp sạch sẽ hết trơn. Đồ ăn thì dư nhiều lắm tại mình mua đó, mua dễ sợ mua đó. Gần nguyên con heo quay rồi thêm nướng thịt nướng gà rồi mọi người đem một món tới nó trời quá trời đồ ăn. Xong tan tiệc cái mọi người lấy đồ dư về. Nhưng mà chỉ có một cái là xong còn một đống rác luôn, xong đến khi mà đổ rác mà có một thùng mà đâu có đủ. Đâu có đủ nhét hết rác vô đâu, chờ phải lén lén chạy ra ngoài chợ giục ở trong thùng rác lớn của họ. Ngang đây thấy cái hãng ông vịt lộn nữa đây nữa nè. Thôi không 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 thèm một vịt lộn, mình đang trồng mấy cái rau răm á, khi nào nó lên tươi tốt rồi mới mình mua vịt lộn về ăn. Mà sao ăn ngộ nha. Mình hay quên ăn rau dăm lắm, ăn ăn không ăn trứng trứng xong thôi để ủa quên cái thiếu gì thiếu rau dăm. Để đó là ăn hết cái trứng rồi bắt đầu xé cọng rau dăm đó ăn. Rau răm hay rau dăm? Dăm giống như là dăm tặc vậy. Rau dăm, rau răm chứ. Rau răm. Anyway, thôi mình tạm chào. Ai băng qua đường. Băng qua đường phải ngưng lại cho người ta à. Đụng cái phiền lắm. Thôi, chào. Bữa nay hăng quá. Đi bộ buổi sáng rồi bây giờ đạp xe đạp. Mới đạp xe đạp về mình thâu mình nguyên một tăng nhưng mà không nói chuyện gì hết. Một là mình lòng nhàn, hai là mình cứ để tiếng động tự nhiên cho các bạn xem phong cảnh ở cái con đường đi. Mới đạp này, chiếc xe đạp này mình mua năm ngoái mà xài đạp cũng ít lắm, mà công nhận đó, mình thích thiệt, nhưng chỉ có một cái là mình phải cột nó lại ngoài đây nè, mỗi lần mình đạp cái mình phải tháo ra sao mà lười biếng quá à. Mình muốn có cái garage để là mình muốn đạp mình leo lên đạp à, rồi làm biếng cái tật làm biếng. Trời bắt đầu hơi lạnh rồi, không có ấm áp mà ngồi ngoài đây uống bia, cho nên mình thấy cục thịt sườn lên mình nướng rồi chút nữa ăn cơm thôi. Mình chắc không không ngồi ngoài đây hưởng thụ vài lon bia, nhưng mà mình vô trong coi tivi. Bây giờ là đang bóng rổ chơi chung kết, không phải chung kết mà gọi là gì, gọi là vô playoff. Playoff tiếng Việt Nam nó giống như là vô vòng loại đó, nhưng mà bóng rổ thì chơi tới 7 game lận, cho nên bây giờ mình có nhiều game hay lắm. Thôi mình đi lên coi tivi đây, giờ mình vào xem. Tối chút nữa mình thấy cái này nướng nướng rất là lâu, khoảng 2 tiếng đồng hồ lận, mình sẽ úp nó lại. Thôi mình xin chào. 1 tiếng đồng hồ sau. Ê, thơm phức luôn. Mềm. Bây giờ mình sẽ ăn với thằng con trai, nhưng mà mình không có thể quay video, tại vì nhóc nó không thích quay. Cho nên cho các bạn xem nè, sườn thịt thật là ngon. Thèm không? Xin mời cả nhà.